xin chào các bạn đây là chiếc Ranger IOS cái phiên bản là 2020 mới về đến đại lý của chúng tôi và chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn về chính sách bán hàng, về giá cả cũng như màu sắc của cái phiên bản này. Hiện tại thì Ranger IOS có hai phiên bản đó là bản là số sàn và bản số tự động đều một cầu. Số sàn thì có cái giá limit là 630 triệu. Cái phiên bản 2020 thì chúng tôi sẽ tặng các bạn bộ phụ kiện như là một bộ ghế da một bộ lót thùng, một bộ dán phim cách nhiệt toàn bộ xe và một bộ chạy sàn da. Hoặc là các bạn có sự lựa chọn thứ hai đó là cái XOS MT, cái phiên bản 2019 thì chúng tôi sẽ giảm giá lên đến 40 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đến, chúng tôi xin báo giá đến các bạn chiếc Ford Ranger XOS AT hiện tại thì Ranger XOS AT có cái giá limit là 650 triệu đồng. Cái phiên bản 2020 chúng tôi tặng Bộ ghế da, bộ lót thùng, bộ rắn phim và bộ chạy sàn Nếu mà cái phiên bản 2019 thì chúng tôi sẽ giảm giá lên đến 20 triệu đồng tiền mặt Và cũng sẽ tặng các bạn bộ phụ kiện như là ghế da và lót thùng Các bạn nào quan tâm thì liên hệ cho chúng tôi Theo Số điện thoại là 0902 157 666 Tôi tên là Bảo Đại để chúng tôi hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả Hiện tại thì cái phiên bản 2020 này Nó chỉ thay đổi ở cái màn hình hiện tại được cái trang bị màn hình cảm ứng 8 inch có Apple CarPlay cũng như là Android Auto chúng tôi sẽ gửi các bạn ở video chi tiết về nội thất các bạn là có 8 màu lựa chọn đó là màu trắng màu xanh thiên thanh màu xanh dương màu bạc màu ghi vàng màu xám và màu đỏ bốc đô nếu các bạn quan tâm thì rất mong quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh Vua Xe để theo dõi những video mới và những video hot mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Hiện tại thì chúng tôi hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay từ 5 đến 7 năm với lãi suất ưu đãi và hợp lý. Vâng, chúng ta sẽ cùng khám phá về nội thất của chiếc Ford Ranger XYZ 2020. Về cái vô lăng cũng như là cái đồng hồ tắp lô thì không có gì thay đổi. Mà cái điểm mà thay đổi ở đây giờ chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là được trang bị thêm màn hình, màn hình cảm ứng 8 inch. Màn hình này thì được tích hợp audio. Audio này, phone này. Và có những cái tính năng như là Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Nhưng hiện tại thì cũng rất là tiếc trên cái phiên bản XLS 2020 này thì chưa được tích hợp camera lùi ở trên màn hình mà chúng ta sẽ phải trang bị thêm về cái cam đấy chắc là những cái lần nâng cấp tiếp theo thì sẽ được nâng cấp cam lùi về bộ ghế da thì vẫn hiện tại thì bản này chưa được nâng cấp vẫn sử dụng ghế nỉ thôi chúng tôi sẽ cùng mời các bạn xem về phần nội thất của chiếc Ranger XJZ cái phiên bản 2020 này Ghế thì cũng chưa có gì thay đổi cả Các bạn đã quan tâm thì liên hệ cho chúng tôi Tổ số điện thoại là 0902 157 666 Tôi tên là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Phó Thanh Xuân Để chúng tôi hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả Cộng sạc... 12 V này. Cũng không có gì thay đổi ở cái phiên bản 2019 nữa. Nếu các bạn cảm thấy kênh Vốt xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot ở Vốt xe. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.